Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm động viên ra quân sản xuất kinh doanh đầu năm tại một số đơn vị. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung. Đến thăm và dự ra quân đầu năm tại công trình khu công viên phần mềm số 2, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng biểu dương và đánh giá cao tinh thần vào cuộc, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đến nay đạt 14% khối lượng. Nhấn mạnh đây là công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế thành phố. Bí thư Thành ủy đề nghị ban quản lý dự án, đơn vị thi công tiếp tục huy động nhân vật lực, đảm bảo thi công đúng tiến độ, chất lượng. Bí thư Thành ủy chúc cán bộ nhân viên ban quản lý dự án và kỹ sư công nhân thi công tại công trường năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công mới. Trong sáng nay, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đã đến thăm động viên ra quân đầu năm tại công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng và công ty trách nhiệm hữu hạn Tokyo KK tại khu công nghệ cao Đà Nẵng. Bí thư Thành ủy gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến cán bộ nhân viên, người lao động của hai doanh nghiệp, đồng thời bày tỏ tin tưởng trong năm mới 2021, hai doanh nghiệp nói riêng cũng như cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nói chung sẽ tiếp tục có những kết quả sản xuất kinh doanh khởi sắc, thực hiện tốt mục tiêu kép phòng chống dịch bệnh và khôi phục phát tăng trưởng kinh tế. Ngay sau đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đã đến thăm động viên cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.